Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Pechanga Resort and Casino. Đông Ba với các món ngon xứ Huế 7148918028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 7148398121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 7148398121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Dình giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi, 7145302006. Anh Tuấn, Hoàng Trọng Thùy tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Tại sao cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trên toàn thế giới? Thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày, Thổ Nhĩ Kỳ là cửa ngõ và là nơi giáp danh với Syria và có căn cứ quân sự mà Hoa Kỳ hiện nay có những chiến đấu cơ sử dụng để thả bom tấn công ISIS. Và qua cái cuộc đảo chính vài ngày qua cho đến giờ phút này, hôm nay, quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ với tổng tư lệnh quân đội là ông Erdogan đã ra lệnh thanh trừng toàn bộ các tướng lãnh, binh sĩ, kể cả những vị chức quyền ở trong quân đội và trong chính phủ nữa, bao gồm cảnh sát. Thưa quý vị, số lượng người bị sa thải ngày hôm nay lên tới 18.000 người, gồm có cảnh sát luôn. Mà họ nói rằng, với cái tình hình đầy biến động chống ISIS và Ankara, Istanbul là tụ điểm đã bị ISIS tấn công trong thời gian qua. Và chưa kể đó, Thổ Nhĩ Kỳ sống dựa vào ngành du lịch và là nơi trung chuyển cho hàng hóa từ Đông sang Tây. Thì những cái hành động như vậy đó sẽ tạo ra một cái lỗ hổng về an ninh rất là lớn. Và họ nói rằng trong bất cứ một cái cuộc đảo chính nào, người dân là người chịu thiệt thòi nhất, bởi vì sau cuộc đảo chính bất thành thì chính phủ sẽ ra lệnh thanh trừng và coi như siết lại tất cả các quyền tự do của người dân, quyền tự do đi lại, quyền tự do hội họp 24/24 trước đây đó ở các thành phố lớn đó, bây giờ sẽ gặp khó khăn. Chưa kể đó là khi tạo ra một lỗ hổng về an ninh như thế thì bọn ISIS hiện nay đang lên kế hoạch để có thể tiếp tục tấn công vào các nơi sơ hở. Và người dân bây giờ nếu mà họ tiếp tục ra đường vào khuya hay là tụ tập đông đó, thì sẽ là một món mồi rất ngon cho bọn ISIS. Và thưa quý vị, đây là những hình ảnh các tướng lãnh đã được đài truyền hình Ankara tại Thổ Nhĩ Kỳ quay lại và phát cho người dân. Đây là những tướng lãnh trong cuộc đảo chính. Nếu như mà không giới thiệu với quý vị khán thính giả, đây là những tướng lãnh đó, thì quý vị không thể nào tin nổi. Đây là những người đã từng hét ra lửa, nào là đại tướng, nào là bộ trưởng, bộ tổng tham mưu quân đội, cục trưởng, cục tình báo, tất cả đều nằm trong bộ tổng chỉ huy quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ. Và tin tức cũng cho biết là với tâm trạng có vẻ như là đã bị lấy khẩu cung rất nhiều, tỏ vẻ mệt mỏi, thì những người này đang đối mặt với một cái bản án là có thể ông Tổng thống Erdogan sẽ cho một cái bản án đó là tử hình, mặc dù họ sẽ phải sửa đổi lại cái luật lệ cũ. Nhưng mà gặp rất nhiều những cái sự chống đối. Trong khi đó thì ngay sau khi mà anh Hoàng Trọng Thủy thông báo tin tức đó là vẫn chưa gửi về cái lệnh dẫn độ của Thổ Nhĩ Kỳ đến cho Hoa Kỳ, thì mà ông phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay đó, George Earnest, hôm nay tuyên bố là họ chưa, sáng nay ông còn nói đó là chúng tôi chưa nhận được bất cứ công văn yêu cầu dẫn độ nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ cả. Và sau khi nghe tin này thì Bộ Ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là ngày hôm nay thứ ba, Bộ Ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra một công văn chính thức gửi tới Hoa Kỳ để đưa đòi một cái lệnh dẫn độ ông Gulen. Họ có nói là sẽ gửi công văn đó bằng cái phương tiện nào hay không? USPS, UPS hay là FedEx? Cái đó là bí mật quốc gia thưa anh. Bí mật quốc gia. Và không những như vậy, quý vị, tại Pennsylvania, tại nhà cư gia của ông Gulen thì đã có một nhóm người tổ chức biểu tình tại đây. Các cuộc đài CNN, Reuters, AP cũng đã đến đây phỏng vấn, thì một lần nữa ông Gulen đã nói là tôi cực lực phản đối các vấn đề đảo chính
và ông hoàn toàn chối bỏ các trách nhiệm này. Nhìn về mặt chính trị và chiến lược của ông Gulen á, thì rõ ràng ông là một người tốt. Tại sao thưa quý vị? Ông Gulen từng là một cánh tay phải của ông Tổng thống Erdogan trước đây. Nhưng mà, và là cánh tay phải, nhưng mà có những cái quan điểm về chính trị đó lại rất là khác biệt. Nhất là vấn đề chống tham nhũng. Ông Gulen là một người chống tham nhũng, ông nói một quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ của chúng ta. Nhất là ông là một giáo sĩ nữa. Mà giáo sĩ Hồi giáo là hoàn toàn chống lại cái việc mà lấy tiền tham nhũng của dân. Mà ông là nghi ngờ là ông Erdogan thật sự đó là ông và con trai của ông Erdogan đó, là đã lấy biết bao nhiêu tiền tỷ của đất nước. Và thực sự là trong quá khứ đã có các cuộc điều tra nhắm vào ông Erdogan. Thế nhưng cái vai vế chính trị của ông Erdogan nó quá mạnh đi. Chính vì thế mà cả đất nước không thể lật đổ ông Erdogan được. Và các vị quan tòa khác nữa cuối cùng họ cũng quên luôn cái chuyện mà đưa ông ra tòa về cái tội tham nhũng. Chính vì thế mà sau khi mà không làm được điều đó, ông Gulen nói rằng nếu mà mình còn ở lại Thổ Nhĩ Kỳ đó, thế nào cũng bị chặt đầu. Cũng thủ tiêu. Chắc chắn này là bị thanh trừng ngay lập tức. Chính vì thế, ông đã bỏ nước ra đi và xin Hoa Kỳ để sống lưu vong ở tại Hoa Kỳ. Bởi vì ông tin chỉ có Hoa Kỳ là nơi ẩn náu an toàn nhất trên thế giới mà thôi. Và đúng là như thế. Từ bao nhiêu năm trời qua, ông sống ẩn giật ở Pennsylvania. Tuy nhiên, mặc dù là sống ẩn giật, nhưng mà hàng ngày ông vẫn liên lạc về Thổ Nhĩ Kỳ. Và hình như ông ta có một cái đài radio tại địa phương mà còn những người thân cận ở trong nước điều hành. Người Thổ Nhĩ Kỳ đều vẫn nghe được ông Gulen. Họ nói rằng, họ cho rằng ông Gulen giống như một nhà lãnh đạo lưu vong. Và họ giống như là Đạt Lai Lạt Ma vậy đó. Và Tây Tạng sống lưu vong vậy. Họ vẫn nghe và họ vẫn còn nghe lệnh. Cho nên ông Erdogan rõ ràng, ông có những cái bằng chứng để ông nói rằng Gulen là kẻ đã điều động chỉ huy hết, mặc dù ông Gulen hoàn toàn chối bỏ. Ông nói rằng chúng tôi người Hồi giáo không chủ trương lật đổ chính phủ bằng quân đội, bằng quân sự, bằng súng ống, mà bằng đường lối dân chủ, bỏ phiếu của người dân. Cho nên ông nói rằng trong thời gian qua chắc chắn là ông gửi những cái thông điệp về ôn hòa dân chủ về cho người dân. Tuy nhiên những cái việc mà tự tay của các vị tướng lãnh mà đứng ra để mà lật đổ, tìm cách đảo chính đó, thì đó là hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông Gulen. Và nếu như mà bàn tới việc mà có thể là ông Erdogan, tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, lập mưu để mà cho cuộc đảo chính, là tại vì kể từ sau khi mà Thổ Nhĩ Kỳ có hành động đó là xin lỗi vì đã bắn các máy bay quân sự của Nga đó, thì có vẻ như là tình hình chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ nó thay đổi sang một chiều hướng khác phải không ạ? Thay đổi theo một chiều hướng bàn tay sắt sẽ cai trị. Họ nói rằng không bao giờ có một cuộc đảo chính nào bất thành mà chính phủ lập lại một thể chế dân chủ để cả. Họ sẽ siết chặt tất cả các quyền tự do của người dân, thanh trừng tất cả, nhưng mà đồng thời thưa quý vị, mở ra một lỗ hổng rất lớn về vấn đề an ninh như chúng tôi đã trình bày. Cho nên từ bây giờ trong đến thời gian tới, từ bây giờ đến cuối năm, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một nơi mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyến cáo, và bây giờ đó bất cứ ai mà tìm cách đến Thổ Nhĩ Kỳ, đây là lúc mà tuyệt đối không bao giờ nên. Mặc dù Istanbul, Ankara là một trong 100 địa điểm mà họ nói trong viết một cuốn sách tôi đọc được đó, là họ nói rằng cho đến khi chết đi đó, nếu mà anh có những nơi nào anh cần đến đó, thì đến Istanbul là nơi cần đến trước khi chết. 100 địa điểm du lịch. Và thực sự mà nhiều người đã đi Istanbul về rồi và nói rằng độc đáo lắm. Đến đó, đó nó không phải là một... Mặc dù nó là thứ Hồi giáo nhưng mà ôn hòa lắm. Người phụ nữ vẫn không có chùm đầu, không có những cái như thế đó. Vẫn là Hồi giáo nhưng không có chùm che mặt. Không có che mặt và họ rất là tự do, thoải mái. Đó, nó khác hoàn toàn với Ả Rập Saudi hoặc là các quốc gia khác. Chính vì thế mà họ nói rằng Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là một nơi mà họ nói đến đó là người châu Âu, người Mỹ sống, có rất nhiều người Mỹ sống ở Istanbul này. Một trong những nơi mà phải đến, nhưng mà ở trong nơi đó là được liệt kê vào danh sách cuối cùng trước khi chết. Và chúng tôi trở lại ngay. Chuyện gì xảy đến cho nước Nga, đoàn Thế vận nước Nga liệu rằng có thể tham gia Thế vận hội Rio Olympic hay không? Mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết này. Ngày hôm nay họ nói rằng nếu mà có một huy chương vàng được trao tặng đó, thì huy chương vàng đầu tiên sẽ trao tặng cho một nhân vật người Nga. Người này gọi là whistleblowers, kẻ đã phá vỡ toàn bộ cái âm mưu
bao che cho những vận động viên của Nga. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết, một tin rất lớn trong ngày hôm nay.